Xin chào các bạn. Thì mấy bữa nay là đang xôn xao về cái cộng đồng mạng đã thường xuyên chụp hình rồi dạng là gì là nam thành nữ, nữ thành nam, rồi trẻ hóa già, già hóa trẻ vân vân. Thì cái app đó nó gọi là app Face App. Thì các bạn xin thành thật là cho các bạn một cái lời khuyên như thế này là các bạn hãy đừng có sử dụng cái app nó nhiều quá, và nó thì nó cũng giống như là cái app Zoom á, mà cách đây mấy tháng về trước có những cái vụ lùm xùm á, app Zoom á. Là tại sao vậy? Vì các bạn sẽ rất là dễ bị rò rỉ thông tin từ cái chiếc điện thoại của các bạn. Vì khi mà các bạn đã cài cái app đó rồi thì trước khi mở lên nó hoạt động á, lúc nào nó cũng xin phép cho các bạn. Tôi nhớ là không lầm á, là coi như là bắt đầu kể từ cái dòng đời Android là 4.5 chấm trở lên rồi á, là tức nghĩa là gì, là khi mà các bạn cài bất cứ một cái app nào vào vào hoặc là kể cả hệ hoàn iOS, kể cả iPhone, thì nó hỏi là bạn có chấp nhận cho cái app này truy cập vào những cái vùng bộ nhớ của bạn hay là không. Thì chỉ khi mà bạn chấp nhận thì cái app này nó mới hoạt động được. Thì khi mà bạn chấp nhận á thì nó đồng nghĩa với cái việc là gì, là toàn bộ những cái thông tin của các bạn nó đều lấy hết, kể cả tài khoản ngân hàng của các bạn, cái ví Momo của các bạn, tất cả cái gì là nó đều biết hết. Đó nên các bạn hãy thật sự là cẩn thận và suy nghĩ thật là kỹ càng trước khi sử dụng một đại trà, một cái app nào đó mà nó không có đủ độ uy tín hoặc là gì, nó sẽ gây cái thiệt hại rất lớn cho tất cả các bạn. Và sau đây là những cái vụ điển hình rò rỉ thông tin mà khi mà sử dụng những cái ứng dụng, những cái app mà chúng ta không có thể kiểm soát được. Mời cùng nghe thử nha. Rồi đây các bạn xem này nha, đây nè. Đây là vụ 10 vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất thế giới vào năm 2018. Đó là sự cố của Facebook, Google Cộng hay là Underhat đã rò rỉ dữ liệu của hàng tỷ người dùng Internet trên khắp thế giới trong năm qua. Hàng loạt vụ vi phạm dữ liệu với quy mô lớn xảy ra trong năm 2018 có thể do bị tin tặc tấn công hoặc bị bán cho bên thứ ba. Danh sách này được sắp xếp dựa trên số lượng người dùng bị ảnh hưởng theo thống kê của Business Insider. ASH là 1,1 tỷ người. Từ năm 2010, Ấn Độ bắt đầu thu thập dữ liệu bao gồm tên, 12 số định danh, dấu vân tay, móng tay và thông tin về các dịch vụ liên kết như y tế, ngân hàng của công dân để quản lý tập trung bằng hệ thống của ASH. Tháng 3 năm 2018, cơ sở dữ liệu của 1,1 tỷ người này được phát hiện đã bị rò rỉ. Vụ việc lộ rõ dữ liệu được xác định do công ty quản lý đã không bảo mật được API khiến mọi người có thể truy cập vào thông tin trên ASH. Starwood là 500 triệu người, là nửa tỷ khách hàng của Marriott Starwood có nguy cơ lộ thông tin. Hacker đã xâm nhập hệ thống và tiếp cận được cơ sở dữ liệu về nửa tỷ khách hàng từng ở tại chuỗi khách sạn Starwood của Marriott. Việc vi phạm diễn ra từ năm 2014 đến tháng 9 năm 2018, nhưng tới tháng 11 năm 2018 mới được công bố. Dữ liệu bị hacker tiếp cận có thể gồm tên, địa chỉ nhà, email, số điện thoại, số hộ chiếu, số tài khoản Starwood Referred Guide đã đặt phòng, ngày đến và ngày đi của khách. Site 340 triệu người. Tháng 6 năm 2018, công ty tiếp thị và tổng hợp Citis đã lộ thông tin của khách của khoảng 340 triệu người Mỹ. Dữ liệu được lưu trong các tệp có lưu lượng gần 2 TB, chứa thông tin cá nhân cũng như doanh nghiệp với tên, số điện thoại, địa chỉ nhà, email. Nguồn gốc của dữ liệu là nguyên nhân bị rò rỉ chưa được công bố. MyFitnessPal là 150 triệu người. Một bên trái phép đã có quyền truy cập dữ liệu người dùng của ứng dụng thể dục MyFitnessPal thuộc sở hữu của hãng thời trang Under Armour. Các thông tin bị vi phạm là tên người dùng, địa chỉ email và mật khẩu đã được mã hóa. Các dữ liệu như số thẻ tín dụng, số định danh,
vân vân được cho là vẫn an toàn. Và khoa ra là 100 triệu người, 100 triệu người dùng mạng hỏi đáp nổi tiếng khoa ra bị lấy dữ liệu. Đầu tháng 12, khoa ra cho biết tin tặc đã đột nhập vào hệ thống của họ và có thể lấy đi dữ liệu liên quan đến 100 triệu người dùng sử dụng, như tên, email và mật khẩu được mã hóa. Nếu người dùng đã nhập dữ liệu từ một mạng xã hội khác, danh sách liên hệ hoặc thông tin nhân khẩu học, chúng có thể đã bị đánh cắp. Đấy, vừa rồi là các bạn đã nghe hết rồi toàn bộ rồi, là tất cả các thông tin về dữ liệu trên điện thoại của bạn nó đều có thể được đánh cắp hết. Và có một điều nguy hiểm hơn nữa là gì, các bạn nên nhìn kỹ nha. Ở bên trong của cái app này, khi mà tôi có chụp hình lại là tôi có thấy rằng là gì, là nó là một ứng dụng ngầm, chạy ngầm, và nó được quyền gì, là nó được quyền không cho máy tắt thật sự, và nó vẫn tiếp tục chạy đó các bạn ạ. Và nó sẽ tận dụng luôn kể cả gì cái camera mà sẽ quay hết toàn bộ những cái gì mà xung quanh diễn ra của các bạn đó nha. Các bạn đừng có nói điều này là vô lý, không có đâu nha các bạn, đó là một điều sự thật đó. Riêng thí dụ như là chỉ là họ có muốn làm hay là không thôi, khi mà họ đã xâm nhập được vô cái điện thoại của bạn rồi, thì cái chuyện mà điều khiển cái điện thoại, bộ nhớ, cái hệ điều hành của cái điện thoại của bạn là nó dễ như là trở bàn tay vậy đó. Nên hãy thực sự là thận trọng, hãy lựa và hãy tìm hiểu kỹ những cái app đó có uy tín hay không để các bạn xài. Nếu như không thì một ngày nào đó thì cái tài khoản của bạn tự nhiên nó bị mất tiền, và rất là vô lý là gì, ngân hàng cũng sẽ không giải thích được cái chuyện này, và chỉ đơn giản là gì, là bạn đã bị hacker lấy đi sạch tiền, sạch những cái thông tin mà bạn đã cần thiết mà bạn có được. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Đây chính là một bài góp ý chân thành dành cho các bạn. Xin hẹn gặp lại. Bye bye.